Xin chào quý vị và các bạn. Không khí ô nhiễm kết hợp với thời tiết nồm ẩm sẽ gây ra các bệnh về đường hô hấp, nhất là ở trẻ em và người lớn tuổi. Để hỗ trợ và hạn chế các bệnh này, trong video hôm nay, Meta giới thiệu đến quý vị chiếc máy sông hút AG2BB AG601 và cách sử dụng. Máy sông hút AG2BB AG601 sử dụng cho người bị chảy nhiều nước mũi khi thời tiết thay đổi, người bị ngứa mũi hay bị dị ứng mũi, người bị sổ mũi kéo dài tái đi tái lại, người bị hắt hơi, mệt mỏi, người bị ngạt mũi, khó thở, thở rít, khò khè, đau vùng xoang. Máy sông hút mũi 2-trong-1 AG2BB có kích thước hạt phun siêu nhỏ với đường kính khoảng 3-5 micron, dễ dàng vào sâu tới tận phổi, tăng hiệu quả điều trị cao nhất, giúp xua tan nhanh chóng chứng cảm cúm, ho, viêm phổi, viêm phế quản, sổ mũi và nhiều rối loạn hô hấp khác. Bộ sản phẩm bao gồm một máy sông hút, một bộ mặt nạ cho người lớn và trẻ nhỏ, một càng sông mũi, một càng ngậm họng, một dây sông, một cốc sông, một cốc đựng dịch, một dây dẫn khí hút nhất dài, một dây dẫn khí hút nhất ngắn, đầu hút nhất. Cấu tạo của chiếc máy sông hút bao gồm công tắc nguồn, núm điều chỉnh tốc độ, ngõ cắm để kết nối với đầu sông với biểu tượng là X, ngõ cắm để kết nối với đầu hút với biểu tượng là H. Với chiếc máy sông hút AG2BB AG601, bạn có thể sử dụng hai mục đích: dùng để sông và dùng để hút dịch. Để sử dụng máy dùng để sông, các bạn cho thuốc theo chỉ định của bác sĩ cho vào cốc sông, tiếp theo lắp cốc thuốc và các phụ kiện sông. Sau đó cắm dây nối vào đầu ra khí sông và đưa cho bệnh nhân sử dụng. Cuối cùng là bật nguồn và sử dụng máy. Lưu ý là thay xốp lọc khí khi thấy bẩn, lau và rửa bộ phụ kiện bằng nước ấm hoặc dung dịch rửa, sau đó phơi khô cất đi. Để sử dụng chức năng hút dịch, chúng ta thay cốc đựng dịch vào phần mặt nạ sông, cắm dây nhựa hút ngắn từ bình hút vào đầu ra khí hút có chữ H. Vặn núm điều chỉnh lực hút theo nhu cầu sử dụng. Vặn theo chiều kim đồng hồ là to và ngược chiều kim đồng hồ là nhỏ. Tiếp theo bật máy sử dụng và đưa đầu hút hoặc dây hút vào mũi hay họng của người bệnh. Lưu ý, nên nhỏ nước muối sinh lý vào họng hoặc mũi trước khi hút. Nên sử dụng đầu hút bằng nhựa trắng cho trẻ nhỏ để hút mũi. Nếu thấy dịch mũi chưa ra, có thể bịt nhả một bên mũi còn lại để lực hút mạnh hơn. Lau và rửa bộ phụ kiện bằng nước ấm hoặc dung dịch rửa, sau đó phơi khô cất đi. Máy sông hút mũi 2-trong-1 AG2BB AG601 có lực hút dịch vừa phải, thích hợp dùng hút dịch đờm nhất trong mũi, họng để làm sạch đường hô hấp cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Như vậy là Meta đã giới thiệu đến quý vị chiếc máy sông hút AG2BB AG06. Các bạn có thể dễ dàng đặt mua sản phẩm này trên website meta.vn hoặc để lại số điện thoại ở phần comment của video này, hoặc liên hệ đến hotline tại Hà Nội là 024-3568-6969 hoặc tại Hồ Chí Minh 028-3833-6666. Xin chào và hẹn gặp lại!